Xin chào tất cả mọi người, chào mừng tất cả mọi người cùng quay trở lại với kênh YouTube Nhà đất Bảo Hoàng, kênh mua bán nhận ký gửi nhà đất khu vực Hồ Chí Minh, Thủ Đức và Bình Dương. Vâng, trở lại với video buổi trưa hôm nay đến từ kênh. Và ngay lúc này, Bảo Hoàng đang có mặt trên trục đường DT743 giao nhau với những trục đường rất lớn trong khu vực thuộc thành phố Dĩ An. Đó là trục đường quốc lộ 1K, trục đường cao tốc Mỹ Phước Tân Vạn, nối liền giữa thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Thủ Đức, thành phố Biên Hòa, thành phố Dĩ An và thành phố Thuận An. Tại một vị trí được coi là ngã tư của những thành phố lớn. Với vị trí nơi đây thì hình ảnh đầu tiên mà Bảo Hoàng muốn chia sẻ đến cho quý vị đó là trục đường cũng như hình ảnh xung quanh với những dãy nhà phố cao tầng đồng bộ mặt tiền kinh doanh. Vâng, và vị trí nơi đây thì chúng ta chuyển về lại với Suối Tiên với trục đường quốc lộ 1A, hay là về lại với quốc lộ 1A với trục đường ngã tư cầu vượt Linh Xuân, trục đường Phạm Văn Đồng thì cũng rất là gần, trong bán kính khoảng cách là tầm 5 km đổ lại mà thôi, thưa quý vị, rất là gần. Với những tiện ích trung tâm đi kèm như là bệnh viện hay là siêu thị Bixi hay là chợ khu vực nơi đây thì tiện ích cái gì cũng có, thưa quý vị. Và trường học cấp 1, cấp 2 hay là trường cấp 3 cũng rất là gần với căn nhà của mình, trong bán kính khoảng cách là tầm 1 đến 1,5 km. Một vị trí rất là tuyệt vời để chúng ta có thể sở hữu một căn nhà, vừa có thể làm nhà ở, vừa có thể làm mặt tiền kinh doanh. Với mặt tiền phía trước trục đường lớn kinh doanh rất là ok, thưa quý vị. Vâng, và đây là hình ảnh về dãy phố mà buổi trưa hôm nay Bảo Hoàng sẽ chọn một căn để đại diện và chia sẻ với quý vị đôi nét thông tin về dãy nhà phố đặc biệt này. Vâng, một trục đường rất lớn, thưa quý vị. Trước khi dẫn mọi người vào bên trong tham quan thì Hoàng cũng xin được chia sẻ lại về hình ảnh trục đường với phía trước mặt tiền. Trục đường ngang là 8m, hành lang mỗi bên là 2m rưỡi, với hệ thống điện nước hay là cơ sở vật chất hạ tầng nơi đây thì đạt chuẩn một khu phố hạng sang cao cấp thuộc thành phố Dĩ An. Vâng, và ngay lúc này thì đang là giờ trưa, 12 giờ 15, cho nên khoảng vắng ở giữa trục đường này. Chúng ta có thể thấy được ở đây thì đường rộng, tuy nhiên ngay lúc này dân cư qua lại cũng tương đối ít. Với tình hình dịch bệnh giãn cách xã hội cho nên dân cư di chuyển qua lại nơi đây ngay lúc này cũng khá là vắng. Tuy nhiên với tầm buổi sáng từ 7 giờ rưỡi đến 10 giờ rưỡi hay từ buổi chiều từ 3 giờ rưỡi trở đi thì trục đường này là một trong những trục đường sầm uất bậc nhất khu phố, cũng như là trục đường chính thuộc thành phố Dĩ An, nối liền với những thành phố mà Hoàng vừa chia sẻ, đó là thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Thuận An, thành phố Dĩ An, thành phố Thủ Đức và thành phố Biên Hòa. Vâng, và trước khi giới thiệu mọi người với những hình ảnh đi kèm cho căn nhà phố buổi trưa hôm nay đến từ kênh thì Bảo Hoàng xin được chia sẻ thêm với những sản phẩm lô đất hay là những căn nhà phố mặt tiền kinh doanh rất là sầm uất ở các khu vực Hồ Chí Minh, Thủ Đức, Bình Dương, thuộc thành phố Thuận An, thành phố Dĩ An. Hiện tại nhà Bảo Hoàng đang có rất nhiều những sản phẩm với mức giá phải chăng, vị trí đẹp. Vì vậy, với quý vị khách hàng, quý vị các nhà đầu tư đang tìm kiếm cho mình một sản phẩm phù hợp với tài chính của gia đình mình, với những hướng nhà phù hợp thì hãy liên hệ và gọi ngay cho nhà Bảo Hoàng theo số điện thoại đang hiển thị trên màn hình, cũng như là truy cập trực tiếp vào website để biết thêm những chi tiết, những sản phẩm đến từ kênh. Và một lần nữa thì Bảo Hoàng xin cảm ơn tất cả quý vị đã tin tưởng sử dụng sản phẩm nhà đất Bảo Hoàng trong suốt thời gian qua, cũng như dành những thời gian theo dõi những video đến từ kênh. Và ngay lúc này thì xin mọi người cùng trở lại với căn nhà phố, những hình ảnh chính về căn nhà. Với thiết kế một trệt, 2 tầng lầu với 3 phòng ngủ, 1 phòng thờ, phòng bếp, phòng khách, gara sơ trục đường lớn phía trước, với thiết kế theo kiểu nhà phố hiện đại rất là đẹp, đồng bộ về thiết kế cùng một dãy nhà ở phía trước mặt tiền trục đường DT743. Với chiều ngang 5m và chiều sâu là 18m, tổng diện tích của căn nhà chúng ta là 90m2, hướng nhà là hướng nam, buôn bán kinh doanh sầm uất phù hợp với mở văn phòng công ty, showroom hay là kinh doanh đa ngành nghề khác trong căn nhà này. Và bây giờ thì Bảo Hoàng sẽ mời mọi người vào bên trong cùng khảo sát cụ thể hơn về căn nhà. Với vị trí đầu tiên đó là khu vực gara xe hơi, một bộ cửa chính đầu tiên là bộ cửa nhôm xin pha, cửa thế hệ mới cao cấp bậc nhất tại thời điểm hiện tại, đó là cửa vừa là cửa lùa vừa là cửa đóng mở ra vào. Ngoài ra thì tại vị trí này chúng ta sẽ có thêm một bộ cửa cuốn nữa phía trên. Ngay lúc này Bảo Hoàng đã
cho remote bật lên để chúng ta vào bên trong. Và khu vực tiếp theo đó là khu vực gara xe hơi, thưa quý vị, đều được ốp lá rất là mới, rất là đẹp. Với nền nhà thì được lát bằng loại gạch hoa bóng kính khổ lớn 80x80, hay là mặt trần cũng được thiết kế với trần giật cấp thạch cao, có cái họa tiết hoa văn ở phía trên cũng rất là đẹp và bắt mắt. Không gian này là không gian mà chúng ta làm gara xe hơi với gia đình chúng ta mua để ở, còn với quý anh chị mua để đầu tư để làm văn phòng showroom công ty thì chúng ta có thể tận dụng được mặt tiền từ ngoài vào bên trong, từ khu vực gara xe hơi đến khu vực tiếp theo là khu vực phòng khách. Với vị trí mặt tiền trục đường lớn thì chúng ta làm văn phòng công ty showroom cho mặt tiền này thì đều đẹp. Ngoài ra làm có thể làm kinh doanh quán cà phê, quán trà sữa, tiệm nước tây, trung tâm ăn ngữ, trung tâm nha khoa, vân vân, tất cả đều được cho một mặt tiền tuyệt đẹp này. Và những thiết kế đi kèm cho căn nhà cũng không hề kém cạnh những cái công năng sử dụng của căn nhà. Với những ô vuông khổ lớn thì hiện tại gia chủ đã trang trí vào những ô vuông này với những cái bức tranh họa tiết rất là đặc sắc và rất là mới lạ, cũng như là rất là có điểm nhấn cho không gian tầng trệt của nhà mình. Và xíu nữa đây, bà Hoàng sẽ chia sẻ mọi người với tầng lầu tiếp theo với những thiết kế rất là bất ngờ cho mẫu nhà phố hiện đại thời điểm 2021, với những căn nhà phố mang kiến trúc nhà phố hiện đại và đặc biệt là có mặt tiền kinh doanh trục đường lên phía trước. Thì chúng ta sẽ có phòng bếp tại tầng lầu tiếp theo, và với tầng trệt này thì chủ nhà thiết kế theo mục đích là để làm văn phòng, cho nên chúng ta sẽ có phòng khách phụ và phòng bếp trên tầng lầu tiếp theo mà xuống đây Hoàng sẽ chia sẻ với mọi người. Vâng, tối giản không gian diện tích để phần diện tích còn lại chúng ta làm văn phòng, cho nên chúng ta sẽ có một phòng vệ sinh ở phía sau, một khu vực hành lang phía sau và một cầu thang dẫn lên tầng 1. Với khu vực này chúng ta sẽ có phòng vệ sinh với trang thiết bị nội thất, phòng tắm, phòng vệ sinh cũng rất là chất lượng, sang trọng, cao cấp. Còn đây là hành lang phía sau với một khoảng trống phía sau được tường bao với những khung sắt rất là chắc chắn, kiên cố. Ngoài ra phía sau căn nhà của chúng ta thì có những dãy nhà với hệ thống đường bàn cờ ở phía sau. Mà trong ở đây lên những tầng lầu cao hơn thì Hoàng sẽ chia sẻ rộng hơn về vị trí phía sau căn nhà của chúng ta. Trước khi dẫn mọi người lên tham quan tầng lầu tiếp theo thì một lần nữa bọn Hoàng xin được chia sẻ lại những hình ảnh khu vực tầng trệt của căn nhà chúng ta. Một khu vực tuyệt vời thưa quý vị, một không gian làm phòng khách và có thể làm văn phòng công ty showroom cho nhà mình nếu như mình kinh doanh tại nhà. Thì đây sẽ là một mặt tiền rất tuyệt vời, trục đường lộ lớn phía trước, không gian thiết kế bên trong rất là đẹp, vừa làm phòng khách vừa làm văn phòng công ty showroom vân vân, rất là tuyệt vời, vừa cao cấp sang chảnh, vừa tiện nghi với mặt tiền trục đường lớn, giao thông và buôn bán qua lại rất là tốt. Và bây giờ thì Bảo Hoàng sẽ dẫn mọi người lên tham quan tầng lầu tiếp theo. Một căn nhà được thiết kế rất đặc biệt để sử dụng công năng chính tại tầng trệt là làm văn phòng. Thì chúng ta sẽ có những phòng chức năng tiếp theo của căn nhà như là phòng bếp thường thường ở tầng trệt sẽ được dỡ lên tầng lầu tiếp theo. Và bây giờ thì Bảo Hoàng sẽ mọi người lên tham quan cụ thể hơn về cái thiết kế này. Từng chi tiết thiết kế đều được gia chủ thiết kế rất là bài bản, rất là kỳ lưỡng. Từng những hạng mục nội thất, ngoại thất hay là trang thiết bị điện đều được thiết kế lắp đặt đúng những vị trí như bản vẽ, tạo nên một cái không gian tổng thể, thiết kế tổng thể rất là đẹp và cực kỳ có điểm nhấn ở từng khu vực chức năng của nó. Và đây là phòng bếp, thưa quý vị, phòng bếp sẽ được dựng lên trên này. Thay vì ở tầng trệt như thường thấy thì chúng ta sẽ nhường lại không gian tầng trệt để làm văn phòng showroom cho công ty hay là cho văn phòng công ty của nhà mình, và phòng bếp sẽ được dựng lên đây. Ngoài ra thì phía sau sẽ có một cái tầm nhìn rất là rộng, được gia chủ thiết kế với những cái lớp kính cường lực
để chúng ta có cái tầm nhìn ra phía sau, đồng thời có thể lấy ánh sáng tự nhiên và không khí từ bên ngoài vào qua cái bộ cửa có thể đóng mở ở phía sau thế này, thưa quý vị, rất là tiện. Và lan can thì cũng được lắp ráp những cái khung lan can mỹ nghệ màu vàng rất là đẹp. Vâng, tương tự như gạch nền tại tầng trệt thì với tầng lầu này cũng được lát với loại gạch hoa cửa lớn loại 80x80 khổ lớn, thưa quý vị. Với tầng lầu này chúng ta sẽ có những bộ nội thất trang trí thế này. Đây là bộ tủ đựng đồ, tủ trang trí với những cái bình rượu, rượu vang hay là bình rượu tây tại khu vực này thì rất là đẹp, thưa quý vị. Và được ốp trần nội thất gỗ sồi. Và căn phòng này thì chúng ta có thể làm phòng khách hoặc làm phòng ngủ tùy theo nhu cầu của gia đình mình. Và với thiết kế như căn phòng này thì gia chủ cũng thiết kế với mục đích làm phòng khách để tầng trệt chúng ta làm văn phòng, showroom, công ty. Và đây là căn phòng sinh hoạt cho gia đình mình, tương tự như là tầng trệt với những căn nhà chúng ta thường thấy tầng trệt sẽ làm phòng khách và phòng bếp. Thì công năng sử dụng cho tầng lầu này sẽ làm phòng khách và phòng bếp nhà mình. Là một không gian rất là rộng và rất là đẹp. Và bây giờ thì Bảo Hoàng sẽ dẫn mọi người lên tham quan tầng lầu tiếp theo với những phòng ngủ đầu tiên của căn nhà. Và chúng ta sẽ thấy từng chi tiết, từng hạng mục được thiết kế trong căn nhà đều đạt được một cái mức độ mỹ thuật rất là cao. Và những trang thiết bị nội thất, ngoại thất hay là nguyên vật liệu để xây dựng căn nhà này cũng được lựa chọn rất là kỹ lưỡng và đến từ những thương hiệu nội ngoại thất cao cấp mắc tiền, thưa quý vị. Và ngay lúc này thì Hoàng đang hiện diện ở tầng lầu tiếp theo với hai phòng ngủ đầu tiên. Và chúng ta sẽ ghé tham quan phòng ngủ đầu tiên của nhà mình. Đây là phòng ngủ số 1 của nhà mình, thưa quý vị. Với một phòng vệ sinh được thiết lập bên trong với những trang thiết bị nội thất rất là cao cấp và chất lượng. Còn đây là không gian phía trong của phòng ngủ nhà mình. Những trang thiết bị nội thất như là tủ đựng đồ, tủ gỗ này chẳng hạn, thưa quý vị, được thiết kế và lắp ráp với một cái tủ gỗ nguyên chất, thưa quý vị. Gỗ này là gỗ sồi. Một bộ cửa sổ bên hông và đặc biệt một ban công chúng ta ra ngắm cảnh. Còn đây là mặt tiền phía trước trục đường căn nhà của chúng ta, một trục đường thông giao nhau với trục đường quốc lộ 1A và quốc lộ 1K, nối liền với suối Tiên và thành phố Dị An, tỉnh Bình Dương. Còn bây giờ bà Hoàng sẽ cho mọi người ghé tham quan phòng ngủ thứ hai tại cùng tầng lầu này. Và tương tự như là phòng ngủ đầu tiên, phòng ngủ số 1 thì không gian diện tích dành cho căn phòng ngủ thứ hai cũng rất là rộng với những trang thiết bị nội thất cơ bản như là tủ đựng đồ, âm tường làm từ gỗ nguyên chất thế này đã được lắp đặt sẵn cho gia đình mình. Và một phòng vệ sinh được tích hợp tương tự như phòng ngủ đầu tiên với những trang thiết bị nội thất, phòng tắm, phòng vệ sinh cực kỳ cao cấp và chất lượng đến từ những thương hiệu nội ngoại thất phòng tắm rất là nổi tiếng như Anderson hay là Vivita. Tiếp theo thì xin mời mọi người cùng ghé tham quan tầng lầu tiếp theo với phòng ngủ sân thượng
Còn tương tự như là phòng ngủ vừa rồi, tại tầng lầu này thì chúng ta sẽ có một phòng ngủ với cùng diện tích thiết kế. Và cũng có một phòng vệ sinh bên trong. Vâng, một căn nhà với chiều ngang là 5m và chiều sâu là 18m, tổng diện tích là 90m2, hướng nhà là hướng nam. Và mức giá rất là mềm thưa quý vị, chỉ có 8 tỷ 500 triệu đồng. Mức giá này còn được thương lượng trực tiếp với chính chủ. Một căn nhà vị trí mặt tiền kinh doanh trên một trục đường quan trọng, trục đường lớn thuộc thành phố Dị An, tỉnh Bình Dương. Với những thiết kế đi kèm cho căn nhà đạt chất lượng cao cấp, một căn nhà hạng sang, mặt tiền kinh doanh buôn bán với diện tích lớn 90m2, thì đây sẽ là một căn nhà với mức giá rất là mềm, 8 tỷ 500 triệu đồng. Chúng ta đã sở hữu ngay một căn nhà tuyệt đẹp, cao cấp, hạng sang trong khu vực, và đặc biệt là một căn nhà sở hữu một mặt tiền kinh doanh buôn bán, làm văn phòng, showroom hay là trung tâm Anh ngữ, thẩm mỹ viện vân vân, rất nhiều công năng dành cho một căn nhà cao cấp như thế này thưa quý vị. Và một lần nữa thì Bảo Hoàng xin cảm ơn quý vị khách hàng đã tin tưởng sử dụng sản phẩm nhà đất Bảo Hoàng trong suốt thời gian qua. Và với quý vị khách hàng lần đầu tiên xem kênh nhà đất Bảo Hoàng thì hãy nhớ đăng ký kênh, nút thông báo, hình quả chuông để có thể theo dõi lại video này cũng như là đón xem những video, những sản phẩm tiếp theo được Bảo Hoàng cập nhật trên kênh mỗi ngày. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị. Xin chào.